cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin trưa ngày 29 tháng 11. Tính đến 10 giờ hôm nay, Cần Thơ ghi nhận 775 ca nhiễm mới và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 171 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế 6, phường Tân An 74, phường An Bình 5, phường Hưng Lợi 13, phường Xuân Khánh 13, phường An Hòa 21, phường An Cư 2, phường An Khánh 23, phường An Phú 8, phường Thới Bình 6. Quận Bình Thủy ghi nhận 52 ca nhiễm mới, trong đó phường Bình Thủy 8, phường Trà Nóc 17, phường An Thới 1, phường Long Hòa 14, phường Thới An Đông 5, phường Long Tuyền 6, phường Bùi Hữu Nghĩa 1. Quận Thốt Nốt ghi nhận 88 ca nhiễm mới, trong đó phường Thốt Nốt 16, phường Thuận An 8, phường Thới Thuận 1, phường Trung Kiên 7, phường Tân Lộc 34, phường Tân Hưng 2, phường Trung Nhất 11, phường Thuận Hưng 8, phường Thạnh Hòa 1. Quận Ô Môn ghi nhận 179 ca nhiễm mới, trong đó phường Phước Thới 48, phường Thới An 27, phường Trường Lạc 10, phường Long Hưng 10, phường Thới Long 13, phường Thới Hòa 18, phường Châu Văn Liêm 53. Quận Cái Răng ghi nhận 79 ca nhiễm mới, trong đó phường Hưng Phú 14, phường Phú Thứ 12, phường Lê Bình 7, phường Hưng Thạnh 21, phường Tân Phú 1, phường Ba Láng 20, phường Thường Thạnh 4. Huyện Phong Điền ghi nhận 18 ca nhiễm mới, trong đó xã Tân Thới 1, xã Nhân Ái 7, xã Mỹ Khánh 3, xã Trường Long 3, xã Nhân Nghĩa 2, thị trấn Phong Điền 2. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 136 ca nhiễm mới, trong đó xã Vĩnh Trinh 11, xã Thạnh Mỹ 15, xã Thạnh Lộc 10, thị trấn Vĩnh Thạnh 23, thị trấn Thạnh An 11, xã Thạnh Quế 20, xã Thạnh Thắng 2, xã Vĩnh Bình 29, xã Thạnh Tiến 15. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 41 ca nhiễm mới, trong đó xã Thới Xuân 3, xã Đông Hiệp 3, xã Thới Hưng 4, thị trấn Cờ Đỏ 2, xã Thạnh Phú 7, xã Trung Hưng 5, xã Trung An 4, xã Thới Đông 4, xã Trung Thạnh 9. Ngoài ra, Cần Thơ còn ghi nhận 11 ca nhiễm mới là người về từ các tỉnh thành khác gồm tỉnh Vĩnh Long 1, tỉnh Hậu Giang 2, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Tháp 2, tỉnh Kiên Giang 2, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Cà Mau 1, tỉnh Bạc Liêu 2, tỉnh Bến Tre 1. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.